Cô chào các bạn học sinh. Thế là một tuần nữa đã trôi qua rồi. Các bạn ở tuần trước các bạn được học bài bàn phím máy tính. Vậy các bạn đã nắm rõ các khu vực trong bàn phím máy tính chưa nào? Bài học ngày hôm nay cô sẽ giúp các em học về cách tập gõ trên bàn phím máy tính. Để học tốt bài học này, các em cần chuẩn bị cho cô một quyển sách hướng dẫn học tin học lớp 3, một quyển sách hướng dẫn thực hành tin học lớp 3 của công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục Đà Nẵng cung cấp. Phía sau mỗi quyển sách sẽ có mã thẻ Facebook. Các em nhớ nhé, nếu các em chưa có quyển sách này, vui lòng truy cập vào địa chỉ www.icbook.vn để được hướng dẫn cụ thể hơn các em nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em đi tập gõ với bàn phím máy tính. Để gõ bàn phím máy tính thì các em hãy nhắc lại cho cô cách đặt tay lên trên bàn phím. Để đặt tay lên trên bàn phím thì chúng ta phải làm như thế nào? Bây giờ cô mời các em hãy quan sát lại hình ảnh sau để chúng ta ghi nhớ lại nhé. Đây là cách đặt tay lên trên hàng phím. Các em quan sát kỹ nào. Vậy, hai bàn tay sẽ đặt nhẹ lên trên bàn phím. Hai ngón trỏ sẽ đặt lên hai phím có gai, đó là F và G. Hai ngón cái sẽ đặt lên trên hai phím phím cắt. Các ngón còn lại sẽ đặt lên trên các phím còn lại trên hàng phím cơ sở. Như vậy ở đây chúng ta đặt 10 ngón tay ở trên hàng phím cơ sở và lưu ý là hai ngón trỏ của chúng ta sẽ đặt vào hai phím có gai, đó là F và J. Các em hãy đọc thông tin ở trong hình ảnh trên và điền các chữ còn thiếu vào trong bảng dưới đây. Các em hãy chú ý các màu của ngón tay sẽ được tô với các phím tương ứng. Và như vậy thì chúng ta sẽ bàn tay trái thì sẽ gõ những phím nào và bàn tay phải sẽ gõ những phím nào. Các em hãy quan sát thật kỹ và điền vào. Bây giờ các em hãy quan sát trên màn hình của cô. Chúng ta sẽ điền vào nhé. Ngón út thì sẽ gõ phím Caps Lock và phím Tab. Các phím 1, Q, A, Z thì sẽ do ngón út gõ. Phím số 2, V, K, X, S sẽ là do ngón áp út. Còn ngón giữa sẽ gõ những phím nào? Đó là phím số 3, E, D, C. Ngón trỏ sẽ gõ nhiều hơn. Ngón trỏ thì phụ trách các phím chính giữa cho nên ngón trỏ sẽ gõ nhiều hơn. Các bạn quan sát. Tiếp theo, bàn tay phải. Ngón, phím Enter và phím Shift thì sẽ do ngón nào phụ trách đây các em? Đó chính là ngón út. Tiếp theo, phím O, P, dấu hai chấm và dấu chấm hỏi thì cũng sẽ do ngón út phụ trách. Tiếp, ngón áp út ở đây thì sẽ gõ những phím nào? Ngón áp út ở đây được tô màu vàng. Các bạn quan sát trên hình. Như vậy sẽ gõ các phím là 9, 0, 9, O, L và dấu lớn. Tiếp theo các phím 7, U, C, M sẽ do phím nào gõ? Các em? Đó chính là ngón trỏ. Ngón trỏ còn gõ nhiều hơn nữa, đó là phím số 6. Phím Y, phím H và phím N. Rồi, phím số 8, phím Y, phím K và dấu bé sẽ là những do ngón nào đây? Đó chính là ngón giữa của bàn tay trái phụ trách. Và cuối cùng, đây cũng là phím do ngón trỏ của bàn tay trái phụ trách. Như vậy, đây là bảng mà các em cần ghi nhớ cho cô về cách đặt tay và cách gõ tay khi chúng ta thực hiện gõ 10 ngón lên trên hàng phím. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách gõ 10 ngón bằng 10 ngón tay. Em hãy thảo luận. Em hãy sử dụng phần mềm Casual Dictation Tutor để mà thực hiện gõ. Và ở đây cô sẽ hướng dẫn các em cách khởi động chương trình phần mềm bằng cách là chúng ta sẽ nháy đúp chuột vào biểu tượng ở trên. Sau khi nháy đúp chuột xong thì nó sẽ xuất hiện ra hình ảnh như thế này. Và các em sẽ nhập tên vào ô ở bên. Các em quan sát chú ý nhé. Sau đó là các em hãy nháy chuột vào biểu tượng khoanh như ảnh tròn ở đây để mà chuyển sang cửa sổ luyện tập. Tiếp theo, và chữ sẽ xuất hiện ở trên màn hình. Đầu tiên là các em sẽ chọn một trong các hàng từ cái danh sách để rèn luyện. Sau khi chọn xong các hàng thì các em sẽ thực hiện gõ bằng 10 ngón theo đúng ký tự hiện ra trong ô màu trắng là đúng ký tự ở đây. Các em sẽ thực hiện luyện gõ. Và sau khi gõ
các em sẽ tên bài luyện tập nó sẽ xuất hiện ở bên phía bên phải, và độ chính xác khi gõ sẽ xuất hiện ở phía dưới. Và ở dưới này là sẽ vị trí các ngón tay trên bàn phím để chúng ta thực hiện gõ. Như vậy thì sau khi học xong bài học này thì các em cần ghi nhớ cho cô, đó là luôn gõ bàn phím bằng 10 ngón tay, và gõ bàn phím bằng 10 ngón tay thì sẽ giúp em gõ nhanh và chính xác hơn. Các em lưu ý nhé. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong bài học ngày hôm nay. Các em hãy cùng cô qua phần mềm iBook để chúng ta tìm hiểu rõ hơn nữa các em nhé. Bài số 2, tập gõ bàn phím. Để nắm rõ bài học này, các em đi vào hoạt động cơ bản đầu tiên của phần mềm iBook. Câu 1, em hãy thực hiện các yêu cầu sau. Khởi động phần mềm Tyrant Triple Tutor, tìm hiểu trên màn hình chính và các bài học trò chơi của phần mềm và thoát khỏi phần mềm Tyrant. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần hướng dẫn. Các em hãy đọc kỹ hướng dẫn trong iBook để nắm rõ hơn về cái cách khởi động này. Thì chúng ta sẽ khởi động là chúng ta nhái đúp chuột vào cái biểu tượng trên màn hình này. Màn hình chính của phần mềm sẽ mở ra như trong hình iBook cho chúng ta nhìn thấy. Và phần mềm sẽ cung cấp cho chúng ta 6 bài chính, đó là các bài luyện gõ, các bài kiểm tra, các bài luyện gõ cho trẻ em, các bài luyện tập và các trò chơi và luyện gõ với các hàng phím số. Các em hãy lần lượt nhái chuột lần lượt vào từng bài để tìm hiểu. Muốn quay lại màn hình chính thì em nhái chuột vào nút Close ở phía dưới trên màn hình trên bên trái màn hình. Em nhái chuột vào nút Exit hoặc là dấu X để thoát khỏi phần mềm. Như vậy đây là cách hướng dẫn phần mềm iBook hướng dẫn cho chúng ta cách khởi động phần mềm Tyrant. Để khởi động phần mềm Tyrant thì các em chỉ việc kích chuột vào đây. Kích chuột vào dòng chữ này. Phần mềm Tyrant sẽ hiện ra. Tiếp theo, câu 2. Cho các phím ở hàng phím cơ sở như hình sau. Em hãy điền tên các phím vào ô tương ứng với từng ngón tay. Đây là hàng phím cơ sở. Như vậy, tương ứng với các hàng phím cơ sở, các em hãy đặt các ngón tay vào xem nào. Ở đây chúng ta không cần phải xem hướng dẫn, các em vẫn có thể làm được. Đây là ngón trỏ của bàn tay trái. Như vậy, ngón trỏ của bàn tay trái sẽ đặt vào phím có gai, đó là phím F. Ngón giữa sẽ đặt vào các ngón còn lại là D, S, A. Như vậy là ngón này sẽ là D, S, A. Bên này ngón trỏ sẽ gõ vào phím có gai, đó là phím G. Các ngón còn lại sẽ gõ vào các phím K, L, chấm phẩy. Và ngón trỏ ở đây sẽ thực hiện gõ hai phím, đó là F và G, ngón trỏ bàn tay trái. Ngón trỏ bàn tay phải sẽ gõ vào phím H. Chúng ta cùng đi kiểm tra các em nhé. Như vậy là đáp án chính xác. Các em lưu ý chỉ cần chúng ta ghi nhớ ở hai cái phím cơ sở, hai phím có gai là chúng ta có thể đặt các ngón tay còn lại một cách dễ dàng. Câu 3, em hãy luyện gõ các phím ở hàng phím cơ sở bằng phần mềm Tyrant. Ở đây thì các em hãy xem hướng dẫn trong iBook. Trong iBook hướng dẫn là các em hãy khởi động phần mềm Tyrant. Sau đó là nhái chuột vào ở cái mút luyện tập để mà chọn bài luyện gõ. Nhái chuột vào mũi tên bên cạnh ô Count, chọn 20 Lesson. Đây, ở đây các em nhìn thấy ở bên hình iBook cần hướng dẫn cho chúng ta. Các em kích vào mũi tên này, chúng ta phải chọn vào cái dòng đầu tiên. Và chọn bài này có 22 bài luyện gõ theo từng hàng phím. Để chọn bài thì em nhái chuột vào hai nút mũi tên trái, phải ở bên dưới màn hình, số bài sẽ hiện lên ở giữa mũi tên. Các em quan sát trong hình. Đây chúng ta có mũi tên trái và mũi tên phải. Khi các em bấm mũi tên lên thì số bài sẽ được cộng lên. Các em bấm mũi tên trừ thì số bài sẽ lui xuống. Và ở nội dung này các em hãy chọn bài 8, bài 9, bài 10 để luyện rõ các phím ở hàng phím cơ sở. Các em nắm rõ nội dung chưa nào? Sau đó, các em hãy khởi động phần mềm Tyrant này lên để chúng ta luyện rõ hàng phím cơ sở nhé. Bài thứ tư, cho các phím ở hàng phím trên như hình. Đây là khu vực hàng phím trên. Chúng ta sẽ đặt tay như thế nào cho đúng đây các em?
Như khi nãy chúng ta cô đã hướng dẫn thì ngón trỏ sẽ gõ những phím nào đây? Ngón trỏ sẽ gõ các phím là R, T. Ngón giữa sẽ gõ phím A, V, K, Q. Tương tự như thế ở bên này, ngón út sẽ gõ vào chữ P, ngón giữa áp út sẽ là O, ngón giữa là I. Và như vậy ngón trỏ sẽ gõ chữ U và E dài. Chúng ta cùng kiểm tra đáp án nhé. Như vậy là đáp án chính xác. Như vậy là các em đã nắm rõ cách đặt tay ở hàng phím trên chưa nào? Tiếp theo chúng ta cùng đi qua câu 5. Ở đây thì các em hãy tiếp tục sử dụng phần mềm Clarin để luyện gõ với hàng phím trên. Thực hiện tương tự như ở bài tập 3, các em chọn bài tập 11, 12, 13 để luyện gõ với hàng phím trên. Chúng ta đi qua nội dung bài 6. Cho các phím ở hàng phím dưới, em hãy thực hiện điền vào các ngón tay cách gõ các phím ở hàng phím dưới nào. Như vậy, bàn tay trái sẽ gõ các phím là ngón út sẽ là Z, X, G, V, B. Bàn tay trái sẽ gõ các phím dấu chia, dấu lớn, dấu phẩy, chữ M và chữ N. Như vậy, chúng ta cùng đi kiểm tra nhé. Đáp án hoàn toàn chính xác. Các em ở đây như lưu ý là cách đặt tay ở hàng phím dưới cũng tương tự như ở hàng phím trên, và quy tắc gõ 10 ngón thì luôn luôn là như thế. Và tiếp tục, các em hãy khởi động phần mềm Clarin lên để luyện gõ các phím ở hàng phím dưới. Ở nội dung này, các em sẽ thực hiện chọn bài 14, 15, 16 để luyện gõ với các phím ở hàng phím dưới nhé. Chúng ta cùng đi qua bài số 8. Cho các phím ở hàng phím số. Bây giờ các em quan sát các phím ở hàng phím số. Để gõ các phím ở hàng phím số thì các ngón tay của ta sẽ gõ như thế nào đây? Ngón út của chúng ta chắc chắn sẽ gõ số. Số 1, số tiếp theo là số 2, tiếp theo là số 3, tiếp theo số 4, tiếp theo là số 5. Như vậy bên này sẽ là số 6, số 7, ngón giữa của bàn tay trái số 8, số 9 và là số 0. Chúng ta cùng đi kiểm tra lại một lần nữa các em nhé. Như vậy là các em nắm rõ chưa nào? Chúng ta sẽ thực hiện gõ các phím số với các quy tắc gõ như thế. Và tiếp tục, các em hãy sử dụng phần mềm Clarin để luyện gõ với các phím ở hàng phím số. Ở bài này, các em hãy chọn bài 20 để luyện gõ các phím ở hàng phím số các em nhé. Các em chú ý là ở trên phần mềm này thì trên phần mềm iBook thì phần mềm Clarin đã được tích hợp vào đây rồi, cho nên là các em chỉ cần khởi động lên và các em có thể luyện gõ được. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em cách gõ 10 ngón tay trên bàn phím. Các em cần nhớ rõ cách gõ nhé, và nhớ quy tắc gõ 10 ngón tay các em nhé. Các em về nhà nhớ rèn luyện thêm qua phần mềm iBook để có thể nắm vững hơn bài học ngày hôm nay. Cô chào các em, chúc các em học thật tốt.